Chết nè. Chết nè cu. Chết nè cu. Chết nè cu. Trời ơi mình hay quá. Hôm nay tự nhiên mình sức quỷ nhập thần đến như vậy mình không hiểu luôn. No no no. Nè cô gái. Cô Rosie ơi, xinh đẹp quá. Đúng là chết chị gái mà. Người ta nói không sai. Con kia. Đứng lại. Ha. Chết. Ê, cái này nguy hiểm. Đã hả thường, tên đã anh hả? Trời nó hắc kìa. Bạn thấy chưa? Một đứa hắc vô cùng khủng khiếp chưa? Nó chém liền thành luôn. Yêu cầu mình lại gần thôi, nó chạm nhẹ một cái là chết liền. Oh my god. Rồi anh này hắc nữa hay gì nè. Đúng là một cơn bão hắc. Thằng búa gỗ hắc kìa, đứng lại. Nó hắc tốc độ luôn. Khủng khiếp. Mày hắc hắc. Trời ơi là trời. Ức chế vãi. Cũng ngay cái phòng hắc rồi. Chết nè. Có đứa nào móc lớp mình không? Đó, nó thằng hắc kìa. Oh my god. Hôm nay cho các bạn xem chứng kiến một cái cảnh mà nó hắc. Mở mang tầm mắt nha. Con mắt mình bữa nay cũng mở mang luôn rồi. Trời ơi nó hắc kìa. Oh my god. Oh. Khủng khiếp quá mà con ơi. Dân lành kiểu như mình là chết hết. Thanh niên nghiêm túc như mình là xong rồi. Bị nó làm mồi cho chưa. Đó. Siêu chưa. Khủng khiếp chưa. Nó quỳ gối nó đi thôi. Còn nhanh hơn mình chạy marathon nữa. Đó là trời. Hấp rồ 1, 2, 3. Móc lớp nè. Móc lớp. Biết nghe chiêu của mấy em là móc lớp anh mà. Mày hả? Mày hả? Kìa kìa kìa. Nó tốc độ vô cùng khủng khiếp. Thanh niên nó quỳ gối đi với tốc độ ánh sáng. Thanh niên nghiêm túc kìa. Ê thanh niên nghiêm túc lên đây. Tao phải giết được mày mới được. À. Hôm nay là hacker đại chiến nè. Ow. Trời ơi. Hai vãi. Wow, bay kìa vô. Phòng này hack hết phần nữa. Nó. Ghê chưa. Vừa phải thôi chứ. Chiếc này chắc mình không ra đâu, mình núp trong lòng luôn này. Nghĩ ra ngoài luôn. Ra là bị nó lấy búa gỗ nó phang ngay lập tức. Kìa anh kia bunty kêu luôn rồi kìa. Hấp rồ 1, 2, 3 kìa. Oh yeah. Hấp rồ, trời ơi là trời. Mày rồ hả? Không thể hiểu nổi. No. Mày hát được thì cứ gì khác đi. Wow. Nữa. Cái con mỗi lớp này nó cũng hát luôn.
giết được một đứa hắc. Quá khủng khiếp. Điều đó là chứng tỏ cái trình độ của mình là nâng lên một cái nấc mà không thể đếm được. Oh, gặp nhau lắm. Oh, cái này mình mua quá quên. Chết nè.